Người xưa dạy rằng, một người cho dù là sống ở đâu, làm việc gì, thì điều nên làm trước hết và quan trọng nhất là phải làm người, rồi sau đó mới là làm việc. Người ta cũng ví rằng, làm người là một môn học mà có dùng cả cuộc đời cũng không học hết được. Nhưng chỉ cần bạn nguyện ý thì ngày hôm nay bạn sẽ tốt hơn ngày hôm qua. Ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Dần dần bạn sẽ trở thành một người có tu dưỡng. Đừng tự cho mình tài giỏi hơn người. Người ta nói rằng, trên bầu trời còn có bầu trời khác. Người tài giỏi còn có người tài giỏi hơn. Tĩnh lặng thì mới được nhìn xa. Nếu một người trong tâm cũng lúc nào cũng tự cao tự đại, so sánh với người này người khác, thì sao có thể tĩnh tại mà nhìn xa được? Một người tài đức ra sao, giỏi giang như thế nào, không cần bản thân nói ra, thì người khác cũng sẽ tự biết. Người khiêm tốn thì luôn luôn được lòng người. Không tự cho mình tài giỏi hơn người là một loại khiêm tốn, là thể hiện của một người có trí tuệ. Đừng tùy tiện hứa hẹn, phán xét. Có câu rằng, gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt vận mệnh. Cho nên, thói quen tạo nên con người. Một người mù quáng, tùy tiện hứa hẹn nhiều thì sẽ dễ trở thành người giả dối, không đáng tin, thậm chí còn tạo thành khẩu nghiệp. Một sự việc, một hành động của một người nào đó rất có thể thực hư, không như những gì mà chúng ta nhìn thấy. Cho nên, nhiều lúc tưởng là tốt mà chưa phải là tốt, tưởng là xấu mà chưa phải là xấu. Đừng vội vàng, tùy tiện phán xét người khác. Nếu không, có thể điều mà chúng ta nhận được sẽ là sự thống khổ trong hối hận. Đừng mất thời gian với những đối tượng sai lầm. Cuộc sống quá ngắn ngủi, bạn không nên dành thời gian với những người chỉ biết hút cạn nguồn hạnh phúc của mình. Nếu ai đó muốn bạn có mặt trong cuộc sống của họ, họ sẽ tự dành ra chỗ cho bạn. Bạn không phải đấu tranh để giành giật lấy một vị trí nào cả. Đừng bao giờ ép mình vào mối quan hệ với những người coi thường giá trị của bạn. Và hãy nhớ, những người bạn thực sự của bạn không phải là những người ở bên cạnh khi bạn thành công, mà là những người ở bên bạn khi bạn gặp khó khăn. Đừng nói dối bản thân. Bạn có thể nói dối người khác, nhưng bạn không thể nói dối chính bản thân mình. Cuộc sống của chúng ta chỉ tiến bộ khi chúng ta nắm bắt các cơ hội. Cơ hội đầu tiên cũng là rất khó khăn nhất mà chúng ta có thể nắm bắt lấy là trung thực với chính mình. Đừng trách móc bản thân vì những sai lầm đã qua. Có thể chúng ta yêu nhầm người và đau khổ về những điều không xứng đáng. Nhưng dù mọi việc có tồi tệ đến mức nào, thì cũng có một điều chắc chắn, sai lầm giúp chúng ta tìm được đúng người, đúng thứ phù hợp với chúng ta. Chúng ta ai cũng có những sai lầm, khó khăn, thậm chí là những hối tiếc trong quá khứ, nhưng bạn không phải là sai lầm, khó khăn của mình. Và ngay lúc này đây, bạn có trong tay một sức mạnh để xây dựng hiện tại và tương lai của mình. Mỗi một điều từng xảy ra trong cuộc sống của bạn đều góp phần chuẩn bị cho bạn đón nhận một khoảnh khắc mới chưa đến. Đừng tùy tiện làm phiền người khác. Trong mắt bạn có thể đó là một loại đau khổ, nhưng đối với họ, đó lại là cả một niềm hạnh phúc to lớn. Cho nên, đừng tùy tiện nhìn nhận người khác theo con mắt chủ quan của mình, bởi vì rất có thể bạn đang làm phiền đến họ. Nếu có thể xem bản thân mình là một người khác, bạn sẽ giảm bớt được nỗi thống khổ mình đang chịu. Nếu xem người khác là mình, bạn sẽ biết đồng cảm với nỗi bất hạnh của người khác, thông hiểu hơn về họ. Nếu bạn xem họ là họ, thì sẽ biết tôn trọng sự độc lập, không xâm phạm người khác. Nếu xem mình là mình, thì sẽ quý trọng bản thân, vui vẻ sống. Có thể được hiểu người khác chính là một loại trí tuệ. Có thể được người khác hiểu mình thì đó là một loại hạnh phúc. Có thể tự mình hiểu mình thì đó mới là người tài đức.
đừng giễu cợt châm chọc người khác. Làm tổn thương nhân cách người khác thì có thể vui vẻ nhất thời, nhưng sẽ mang vết thương suốt đời. Trên thế giới này, sinh mệnh vốn là dựa vào nhau để sinh tồn, cho nên ai cũng cần phải học được biết ơn. Chúng ta cảm ơn thiên nhiên đã ban phúc, cảm ơn cha mẹ đã dưỡng dục, cảm ơn sự bình yên của xã hội, cảm ơn hương vị của đồ ăn, cảm ơn sự ấm áp của quần áo, cảm ơn nghịch cảnh. Đừng giữ mãi những hằn học, đừng sống với những điều mà bạn ghét. Bạn sẽ tự làm đau bản thân mình hơn là những việc người bạn ghét đã làm. Tha thứ không phải là việc nói những gì bạn làm thì ổn đối với tôi, mà là nói tôi sẽ không để hạnh phúc của mình bị hủy hoại bởi những gì mà anh đã gây ra cho tôi. Tha thứ là câu trả lời cho việc buông tay, đi tìm bình an và giải phóng bản thân bạn. Và hãy nhớ, tha thứ không chỉ dành cho người khác, nó còn dành cho chính bạn. Hãy tha thứ cho bản thân, tiếp tục sống và cố gắng hơn nữa trong tương lai. Đừng bỏ qua điều kỳ diệu của những khoảnh khắc nhỏ nhoi. Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhoi nhất, bởi biết đâu một ngày nào đó nhìn lại, bạn sẽ thấy đó là điều vô cùng ý nghĩa với mình. Phần tốt đẹp nhất trong cuộc sống của bạn sẽ là những khoảnh khắc nhỏ bé, không tên, mà bạn đã dành mỉm cười cùng với ai đó quan trọng với bạn. Đừng đổ lỗi cho người khác về rắc rối của bạn. Khả năng thực hiện được ước mơ của bạn tỷ lệ thuận với khả năng bạn tự nhận trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Khi trách cứ người khác vì những gì bạn đang trải qua, nghĩa là bạn đang chối bỏ trách nhiệm. Bạn đang trao cho người khác quyền kiểm soát phần cuộc sống đó của mình. Đừng ức hiếp người yếu hơn mình. Đồng cảm với người yếu hơn mình là một loại đức hạnh, một loại cảnh giới, một loại hài hòa. Một người tâm lý khỏe mạnh thì mới có một thân thể khỏe mạnh. Người có một phần độ lượng thì sẽ có nhiều thêm một phần khí chất. Người có nhiều thêm một phần khí chất thì sẽ có thêm nhiều một phần nhân duyên. Càng có nhiều thêm một phần sự nghiệp, tích thiện thành đức, tu thân dưỡng tính. Đừng tự khép kín bản thân. Giúp đỡ người khác là một loại cao thượng, hiểu cho người khác là một loại độ lượng, tha thứ lỗi lầm của người khác là một loại đạo đức vô cùng cao đẹp. Khi xảy ra việc gì, đừng tự khép kín bản thân mình. Hãy mở lòng đi làm những việc này để thành tựu bản thân mình và thành tựu người khác. Đừng lo lắng quá nhiều. Lo lắng sẽ không giúp giải thoát các gánh nặng của ngày mai, nhưng nó sẽ tước bỏ đi niềm vui của ngày hôm nay. Một cách để bạn có thể kiểm tra xem có nên mất công suy nghĩ về những điều đó hay không là tự đặt cho mình câu hỏi này. Điều này có quan trọng gì nữa không trong một năm tiếp theo, 3 năm tiếp theo, 5 năm tiếp theo? Nếu câu trả lời là không, thì nó không đáng để bạn bận tâm đâu. Đừng là người vô ơn. Dù bạn đang ở hoàn cảnh tốt đẹp hay tồi tệ, hãy thức dậy mỗi ngày với niềm biết ơn cuộc sống của mình. Ở nơi nào đó, người khác đang đấu tranh trong tuyệt vọng để giành giật lấy cuộc sống của họ. Thay vì nghĩ về những gì bạn không có, hãy nghĩ về những gì bạn đang có mà người khác không có. Kính chúc tất cả người con Phật luôn luôn học theo gương sáng của Đức Phật về lòng từ bi và luôn đi trên con đường chánh pháp, tinh tấn tu tập để sớm đạt được mọi sở nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cuộc đời khó tránh khỏi những lúc gặp khó khăn. Khi ấy ta phải làm gì? Hãy thử nghe lời Phật dạy, thay đổi cách nghĩ, cách nhìn. Biết đâu có thể thay đổi cả cuộc đời một con người. Xin mời quý Phật tử, quý thính giả cùng lắng nghe. Thứ nhất, hãy yêu quý hết thảy muôn loài. Phật dạy rằng, hận thù không thể quá giải bởi hận thù, mà bằng tình yêu. Đây là chân lý muôn đời. Lòng ta ôm hận thù, ghét bỏ, vậy thì chính chúng ta mới là người cảm thấy mệt mỏi đầu tiên.
dù có bị sỉ nhục hãm hại, hãy cố giữ tâm không oán thù, hãy suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn, bạn sẽ thấy cuộc đời mình thay đổi. Thứ hai, những gì ta làm mới là thứ tạo nên con người ta, chứ không phải những gì ta nói. Một con chó tốt không phải vì nó sủa giỏi, một người tốt không phải vì anh ta nói hay. Đừng quá để tâm đến những thứ hào nhoáng bên ngoài, không phải vì chúng ta nói năng trôi chảy, hứa hẹn đủ điều mà sẽ có được lòng tin của người khác. Thứ ba, bí quyết để có sức khỏe tốt chính là an trú trong hiện tại. Nghe lời Phật dạy giúp thay đổi cuộc đời, ta sẽ biết được rằng bí quyết để cả tinh thần và thể xác đều khỏe mạnh không phải là quán trách quá khứ hay lo sợ về những điều có thể xảy ra trong tương lai. Bí quyết đó chính là sống trong giây phút hiện tại một cách khôn ngoan và nghiêm túc. Thứ tư, ai biết nhìn vào trong tự thân mình thì người đó tỉnh thức. Bạn có biết rằng đạo không nằm trên bầu trời mà nằm trong tim mỗi người hay không? Người khác không thể khiến chúng ta thay đổi. Chỉ có chính bản thân chúng ta khi ngộ ra những điều là chân lý thì mới có thể thay đổi cuộc đời mình. Thứ năm, lời nói có sức mạnh vô cùng to lớn, có thể gây tổn thương, cũng có thể trị lành. Đừng bao giờ coi thường sức mạnh của lời nói, bởi bạn có thể phá hủy cuộc đời một con người bởi những lời nói của mình, nhưng đồng thời cũng có thể khiến cho người ấy được an ủi và hàn gắn những tổn thương. Hãy dùng lời nói chân thành, hòa ái của mình với mọi người, bởi chúng ta có thể thay đổi cả thế giới này. Thứ sáu, cho đi là còn mãi. Đức Phật dạy rằng, con chỉ mất đi khi con còn nắm giữ. Càng sân si, càng suy nghĩ về chuyện gì mà không thể buông bỏ được thì càng dễ bị mất đi. Nhưng khi tâm ta trong sáng, lòng ta nhẹ nhàng cho đi, những thứ đó sẽ còn ở mãi với ta. Thứ bảy, không ai có thể giúp mình ngoài chính bản thân mình. Đây là điều mà thực tế đã nhiều lần chứng minh. Không ai có thể và cũng không ai đi theo nâng đỡ ta cả đời. Tự chúng ta phải đi trên con đường mình đã chọn bằng chính đôi chân của mình. Thứ tám, niềm hạnh phúc không bao giờ cạn kiệt khi ta biết sẻ chia. Phật răn rằng, con người ta sống trên đời phải biết yêu thương, chia sẻ với mọi người. Khi ấy, hạnh phúc sẽ được nhân đôi, còn niềm đau sẽ giảm đi một nửa. Cũng giống như một ngọn nến có thể thắp sáng hàng ngàn ngọn nến khác. Cuộc đời của ngọn nến ấy được tiếp nối và không bao giờ tàn lụi. Hãy lắng nghe lời Phật dạy và để yêu thương hạnh phúc lan tỏa khắp thế giới này. Thứ chín, hãy hòa nhã với tất cả mọi người. Phật có dạy rằng, hãy chỉ dạy ba sự thật này cho chúng sinh. Một trái tim nồng hậu, lời nói hòa ái, một cuộc đời phụng sự và từ bi sẽ làm nhân loại đổi mới. Hãy kiên trì nhường nhịn người trẻ, từ ái với người già, khuyến khích những ai đang cố gắng, khoan dung độ lượng với những kẻ làm sai và nhu nhược. Biết đâu đó, trong đời sẽ có lần con lâm vào những hoàn cảnh ấy. Thứ 10, đừng tin vào mọi thứ con được dạy phải tin. Đức Phật có nói rằng, đừng dễ dàng tin vào bất kỳ điều gì, bởi vì con đã nghe thấy, đừng dễ dàng tin vào bất kỳ điều gì, bởi vì nó đã được nhiều người truyền miệng. Đừng dễ dàng tin vào điều gì, bởi vì nó được ghi chép trong những cuốn sách giáo điều. Đừng dễ dàng tin tưởng điều gì, vì chúng là lời của những bậc tiền bối và thầy của con. Đừng dễ dàng tin vào truyền thống, bởi vì nó đã được trao truyền trong rất nhiều thế hệ. Nhưng sau những gì quan sát và phân tích, khi con thấy chúng phù hợp với lý lẽ,
đưa đến điều tốt lành, đem lại lợi ích cho chúng sinh thì hãy chấp nhận và sống vì nó. 11. Con nghĩ cái gì, con là cái đó. Những gì chúng ta nghĩ sẽ tạo ra con người của chúng ta. Bởi cái ta nghĩ nằm trong niệm, và nó sẽ làm nên niệm. Nếu suy nghĩ và hành động theo niệm ác thì sẽ bị nỗi khổ theo đuổi. Còn khi ta suy nghĩ và hành động theo niệm lành, tức sẽ có hạnh phúc đi theo mình. 12. Thả cho nó bay đi. Phật dạy rằng đừng bao giờ lo sợ chúng ta sẽ trở thành người như thế nào trong tương lai, bởi chúng ta không cần lệ thuộc vào bất cứ ai. Khi rũ bỏ tất cả mọi thứ, chúng ta sẽ có được tự do, có được hạnh phúc. 13. Cây kim trong bọc có ngày lòi ra. Trên đời này có ba thứ không thể nào che giấu được, đó là mặt trời, mặt trăng và sự thật. Đừng cố che giấu sự thật, mà hãy thành thực về mọi chuyện. Nghe lời Phật dạy giúp thay đổi cuộc đời, vận mệnh chính là đây. 14. Hãy làm chủ suy nghĩ, nếu không nó sẽ làm chủ con. Hãy thử lắng nghe lời Phật dạy, bạn sẽ biết được, để có được sức khỏe tốt, có thể mang đến hạnh phúc bình an cho mọi người, thì trước tiên chúng ta phải có nghị lực, phải làm chủ được suy nghĩ của mình. Khi làm chủ được suy nghĩ, chúng ta có thể tìm thấy con đường giác ngộ, trí tuệ và đức hạnh sẽ tự nhiên hiển lộ ra. 15. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Có lẽ không ai trong chúng ta chưa từng được nghe bài học về tinh thần đoàn kết. Hãy nhớ rằng, không có gì ghê gớm hơn thói quen nghi ngờ, bởi sự nghi ngờ sẽ gây chia rẽ, là chất độc phá hủy những mối quan hệ của chúng ta. 16. Không ai xứng đáng nhận được tình thương của con hơn là chính con. Đức Phật có nói, con hãy tìm trong vũ trụ những ai xứng đáng nhận được tình yêu và lòng thương mến của con hơn là bản thân con. Người đó không thể tìm được ở đâu cả. Con chính là con, cũng như mọi chúng sanh trên thế gian này, xứng đáng với tình yêu và lòng thương mến ấy. 17. Hiểu được người là khôn ngoan, hiểu được mình là giác ngộ. Nếu có thể chiến thắng được bản thân mình, thì đó là chiến thắng của chính bạn. Chẳng ai có thể lấy nó đi, kể cả thiên thần hay ác quỷ, kể cả ở nơi thiên đàng hay địa ngục. Chiến thắng được bản thân, ta có thể thay đổi cuộc đời mình. 18. Đời sống tâm linh không phải là cái gì sang trọng, mà là một nhu yếu. Đức Phật từng dạy rằng, con người không thể sống mà thiếu đời sống. Tâm linh nó cũng giống như cây nến, không thể cháy mà không có lửa vậy. 19. Biến nỗi ghen ghét thành sự khâm phục. Khi nhìn thấy người khác giỏi giang tốt đẹp hơn mình, đừng ganh tị với họ. Hãy thử chấp nhận điều đó bằng sự khâm phục. Từ đó, cố gắng thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực. 20. Tìm về suối nguồn bình yên bên trong con. Phật dạy rằng, sự bình yên đến từ bên trong tâm hồn của chúng ta. Khi tâm hồn ta an yên, ta sẽ thấy mọi sự bình yên. Có 5 chữ vàng sẽ giúp bạn bình yên trong cuộc sống. 21. Cho đi những gì tích trữ được. Đừng mãi mê tiết kiệm, tích trữ mọi thứ mà ta kiếm được. Coi trọng vật chất sẽ biến cuộc sống của chúng ta trở nên vô vị. Hãy tận hưởng nó. 22. Chọn bạn mà chơi. Đừng quên lời Phật dạy rằng, một người bạn gian trá và xấu tính thì còn đáng sợ hơn cả một con thú hoang. Bởi con thú chỉ có thể làm tổn thương thể xác chúng ta, còn người bạn xấu thì sẽ khiến cả tâm trí của ta bị tổn thương. 23. Không có đường đến hạnh phúc, hạnh phúc là con đường. Chớ mãi mê tìm kiếm con đường đi đến hạnh phúc. Chính con đường mà chúng ta đi sẽ mang đến hạnh phúc cho chúng ta. 24.
bỏ đi những hư danh giả tạm. Tham hư vinh, điều đó sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên nặng nề. Cái áo chẳng thể làm nên thầy tu. Phụ trương sự hào nhoáng cũng chẳng khiến cho chúng ta hạnh phúc hơn. Đó là nhầm lẫn của con người về hạnh phúc đích thực. Khi một người mắc phải lỗi lầm, chỉ cần một lời nói, một ánh mắt, một nụ cười hay một cử chỉ của bạn, dù rất nhỏ thôi, cũng sẽ khiến cho họ nguyện ý thay đổi và cảm kích suốt cuộc đời. Nếu trong lòng luôn ghi nhớ điểm tốt của người khác, thì bạn mới có thể làm được điều ấy một cách thật lòng. Vì vậy, chúng ta cần luôn ghi nhớ điểm tốt của người khác, thì phúc khí sẽ tự nhiên đến. Đó là nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý Phật tử và các bạn trong chương trình hôm nay. Thưa các bạn, trong cuộc sống có lẽ mỗi người trong chúng ta đều từng mắc phải một tật xấu nào đó. Đó là người khác đối với chúng ta có 10 điểm tốt và 1 điểm không tốt, thì 10 điểm tốt kia đều sẽ bị chúng ta gạt bỏ toàn bộ chỉ trong nháy mắt mà thôi. Chúng ta thường có xu hướng nhớ kỹ khuyết điểm và sai lầm của người khác, dù chúng rất nhỏ bé. Nhớ kỹ những lúc người khác ngạo mạn, xem thường chúng ta, rồi cứ ấm ức. Vì thế, chúng ta sẽ càng nhìn thấy ở họ chứa đầy sự xấu xa. Càng nhìn thì lại càng thấy người này đã không thể chấp nhận nổi, không thể nói lý được nữa rồi. Nhưng chúng ta lại thường xuyên quên mất rằng người khác chính là chiếc gương của mình. Nhìn vào chiếc gương với nét mặt như thế nào thì từ trong gương sẽ phản xạ lại hình ảnh như thế ấy. Một khi bạn nở nụ cười tươi rạng rỡ nhìn vào chiếc gương ấy thì hình ảnh mà bạn nhận được là một gương mặt rạng rỡ, tươi vui. Còn khi dùng nét mặt giận dữ, châu mày trừng mắt nhìn vào chiếc gương thì hình ảnh mà bạn nhận lại sao có thể không phải là gương mặt không vừa ý ấy được. Khuyết điểm của người khác vốn chỉ rất nhỏ, nhưng khi lọt vào mắt của chúng ta thì nó lại được phóng đại lên rất nhiều lần. Vì thế mà chúng ta xem người này giống như cái gai trong mắt của mình, cái dầm trong xương, nhất định phải rút ra trước thì mới có thể vui được. Kỳ thực, suy cho cùng, nhớ lại những sai lầm của người khác không chỉ khiến khoảng cách giữa bạn với người ấy xa hơn, mà còn là tự làm hại bản thân mình. Nhớ kỹ điểm tốt của người khác, khoan dung với khuyết điểm của họ, thì sau một thời gian, trong con mắt của chúng ta sẽ đầy ắp những điểm tốt của họ. Nhớ kỹ điểm tốt của người khác trong lòng sẽ khiến thế giới này trở nên tốt đẹp vô cùng. Nhớ kỹ điểm tốt của người khác, bạn sẽ càng có thêm được những người bạn trong cuộc đời này. Nhớ kỹ điểm tốt của người khác, phóng đại điểm tốt của họ thì quan hệ giữa con người với con người sẽ trở nên càng thêm hòa thuận, ấm áp. Nhớ kỹ điểm tốt của người khác, gia đình bạn nhất định sẽ vui vẻ, hòa thuận và hạnh phúc hơn rất nhiều lần. Sẽ càng có nhiều tiếng hoan hô và những nụ cười rạng rỡ. Nhớ kỹ điểm tốt của người khác, có được một tấm lòng biết ơn mọi người sẽ có kết quả khác xa so với việc luôn nhớ đến khuyết điểm của họ. Nhớ kỹ điểm tốt của người khác, bạn đã là người có trái tim khoan dung độ lượng. Còn nếu trong lòng luôn nhớ đến lỗi lầm khuyết điểm của người khác thì chính bạn đang nuôi dưỡng một tâm oán hận, sống sẽ thống khổ hơn vạn lần. Trong cuộc đời này, mỗi người đến bên bạn đều là có nguyên do. Ai cũng đều không ngẫu nhiên mà xuất hiện. Vậy thì sao còn không nhớ kỹ những điểm tốt của họ, biết ơn họ đây? Nếu như trong lòng luôn nhớ đến lỗi lầm của người khác, thì chính là bạn đang lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình. Từ đó mà làm cho cuộc sống của mình không vui vẻ, tâm ghen ghét, oán giận nổi lên, khiến cho bạn trở thành một người ích kỷ. Luôn nhớ kỹ ưu điểm, điểm tốt của người thân, bạn bè,
người vô tình qua đường mỉm cười với bạn, trong lòng luôn thầm biết ơn, thì bạn chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này rồi. Nhớ kỹ điểm tốt của người khác, khoan dung, tha thứ lỗi lầm của người khác. Ấy cũng chính là người có phúc khí sẽ được phúc báo trong cuộc đời. Tâm của con người dễ vỡ như vết thương. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, dạy các tỳ kheo. Có ba hạng người này, này các tỳ kheo, có mặt xuất hiện ở đời, thế nào là ba? Hạng người với tâm thí dụ như vết thương, với tâm thí dụ như chớp sáng, với tâm thí dụ như kim cang. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người với tâm thí dụ như vết thương? Ở đây, này các tỳ kheo, có người phẫn nộ, nhiều hiềm hận, dù có bị nói chút ít cũng tức tối phẫn nộ, sân hận sừng sộ, biểu lộ sự phẫn nộ, sân hận và bực tức. Ví như một vết thương đang làm mủ, nếu bị cây hay một miếng sành đánh phải, liền chảy mủ nhiều hơn. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người với tâm được ví như chớp sáng? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người như thật rõ biết, đây là khổ, như thật rõ biết, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Ví như một người có mắt, thấy các sắc trong đêm tối mù mịt, khi có chớp sáng. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người, với tâm được thí dụ như kim cang? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người nhờ đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình giới thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các tỳ kheo, đây gọi là hạng người với tâm được thí dụ như kim cang. Ba hạng người này, này các tỳ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Trong ba hạng người mà Thế Tôn đã trình bày, chắc chắn rằng chúng ta không phải là hạng người với tâm như kim cang. Vì đó là tâm của các bậc thánh A-la-hán đã đoạn tận phiền não, lậu hoặc, hoàn toàn thanh tịnh và giải thoát. Và đôi khi, tâm của chúng ta chợt lóe sáng như tia chớp, xé tan màn đêm. Tiếc rằng ánh chớp ấy tuy rất sáng nhưng ngắn ngủi, nên khi dục tắt rồi thì bóng đêm lại tràn ngập. Khi chúng ta bình tâm, lắng lòng trong sạch, thì có thể nhận diện rất rõ về những sự thật ở đời luôn xảy ra trong cuộc sống xung quanh ta, như sự mong manh, vô thường, những khổ đau trong cuộc sống và tình trạng không chủ thể, tức là vô ngã của tất cả. Những khi thấy được như thế, tâm ta trở nên nhẹ nhàng, bình an và thanh thản hơn trước, do những lo toan làm giàu, đua tranh, ghen ghét và thù hận. Những phút tâm lóe sáng như thế, tuy không nhiều, nhưng đã góp phần to lớn nuôi dưỡng tuệ giác và tình thương và dung đắp niềm tin yêu cho cuộc sống này. Còn lại thì đa phần chúng ta đều có tâm ở trạng thái như vết thương, sẵn sàng trào tuôn máu mủ và lở loét thêm mỗi khi đụng vào. Những tham lam giận dữ gần như có mặt thường trực, phản ứng bén nhạy với các môi trường hoàn cảnh sống. Vì thế, đời sống của chúng ta vốn đã vất vả tất bật cho cuộc mưu sinh lại càng căng thẳng, phức tạp thêm. Do đó, chúng ta cần thiết lập đời sống hướng nội, giữ tâm thăng bằng, đồng thời quán sát sâu sắc hơn về thân tâm và cuộc sống để cho tâm được lóe sáng. Trong Kinh Pháp Cú, Phật dạy rằng, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu các pháp thiện hay ác. Tâm là người thực hiện mọi hành vi, cũng vừa là kẻ nhận lãnh những hành động do chính mình tạo ra. Tâm là chủ nhân của bao điều quả phúc, là ông chủ ra lệnh cho kẻ đầy tớ trung thành của mình để nói năng và hành động tốt hay xấu. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe lời Phật dạy về tám pháp để cuộc sống an lạc. Đức Phật dạy rằng,
hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Thắp lên với chánh pháp. Chúng ta hãy nương tựa chính mình. Bởi vì ta là người tạo ra việc làm tốt xấu, rồi gặt hái kết quả khổ đau hay là hạnh phúc. Cầu nguyện hãy mong muốn trước hình ảnh của Đức Phật. Hãy thỉnh các vị thầy để cầu xin được an vui, hạnh phúc và phát đạt về mọi mặt là không thể được. Vì nhân quả là nền tảng của đạo Phật, cho nên ta phải tránh làm điều ác, mà hãy siêng năng làm việc lành và giữ tâm ý luôn trong sạch. Làm việc thiện hay công đức cúng dường giống như chúng ta gửi tiền vào ngân hàng nhân quả. Ngược lại, nếu chúng ta làm việc ác giống như chúng ta đang vay mượn tiền của ngân hàng, chúng ta phải trả tiền lãi và cả nợ gốc. Khoản vay trên có thể trở thành một gánh nặng cho chúng ta nếu ta không có khoản thu nào. Những người mắc nợ luôn sống trong lo sợ và đau khổ bởi vì bị chủ nợ hăm he, nói nặng nhẹ và có nguy cơ lớn là dẫn đến tù tội. Người biết gieo trồng phước đức trước tiên là họ sống an vui, hạnh phúc vì thoải mái đầy đủ cả hai mặt vật chất lẫn tinh thần. Họ sẽ là người giàu có trong hiện tại và mai sau. Phật dạy cho chúng ta 8 cách tạo công đức để sống an lạc, hạnh phúc ngay tại đây và ngay bây giờ. Thứ nhất đó là bố thí. Thứ hai là giữ giới trong sạch. Thứ ba là thiền tập. Thứ tư là quan hỷ với công đức hay thiện nghiệp do người khác làm. Thứ năm là khiêm tốn. Thứ sáu, hồi hướng phước báo mỗi khi làm việc thiện. Thường xuyên đọc kinh nghe pháp. Và thứ tám là hoằng pháp lời sinh. Về việc bố thí, bố thí tiếng Phạn gọi là dana, có nghĩa là sự cho. Còn theo từ ngữ Hán Việt, bố là cùng khắp, còn thí là cho, có nghĩa là cho cùng khắp, không phân biệt người thân hay là kẻ thù. Chính vì chúng ta còn phân biệt, chấp ngã, nên ta chỉ bố thí có giới hạn, dẫn đến không được nhiều lợi ích. Từ cúng dường là nói trài đi qua hai chữ cung dưỡng, có nghĩa là cung cấp và dưỡng nuôi. Về nội dung thì bố thí hay cúng dường chỉ là một, không có gì sai khác. Tuy cùng chung một nghĩa cử, một hành động, nhưng người ta dùng hai từ khác nhau để phù hợp với đối tượng thọ nhận. Cho với lòng hảo tâm, thương cảm thì gọi là bố thí, còn cho với lòng ngưỡng mộ, tôn kính thì gọi là cúng dường. Làm người trong trời đất, ai cũng từ cha mẹ sinh ra. Cha mẹ làm nên thân người, chính vì vậy ta phải có trách nhiệm, bổn phận hiếu thảo với cha mẹ bằng cách chăm sóc về tình cảm, tinh thần và cung cấp dưỡng nuôi lúc cần thiết. Cung cấp những nhu cầu cần thiết để nuôi dưỡng cha mẹ, đó là đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Trong tập quán của người Việt Nam về việc kính trọng thờ ông bà tổ tiên. Ngoài việc cúng dường cha mẹ, người Phật tử còn có trách nhiệm và bổn phận cúng dường người tu hành chân chính, suốt đời phục vụ vì tam bảo, vì lợi ích của chúng sinh. Tại sao ta phải cúng dường người tu hành chân chính? Cha mẹ làm nên thân của ta, thầy tổ giúp ta biết được điều hay lẽ phải để vượt qua cạm bẫy cuộc đời, không rơi vào hố sâu tội lỗi. Vì vậy, từ cúng dường được dùng đối với các bậc trưởng thượng tôn kính như cha mẹ, thầy tổ, vân vân, là những người có công nuôi dưỡng, dạy dỗ, chỉ bày, giúp ta nên người. Ngoài từ ngữ bố thí cúng dường, còn có nhiều từ ngữ khác như kính tặng, kính biếu để nói lên lòng tôn kính của người cho. Từ ngữ bố thí được người Việt Nam sử dụng với nhiều ý nghĩa như cho, tặng, biếu, giúp đỡ, chia sẻ. Tất cả đều mang ý nghĩa tốt đẹp của hành động cho. Con cháu đem vật phẩm nuôi dưỡng ông bà cha mẹ thì gọi là cúng dường vật phẩm.
Còn ông bà cha mẹ đem của cải vật chất lo cho con cháu thì ta gọi bằng từ cho, giúp đỡ hay chia sẻ. Hoặc người dân bình thường muốn đem vật phẩm cho những người có địa vị trong xã hội thì gọi là kính biếu hay kính tặng. Cùng một hành động bố thí mà tùy theo đối tượng, tùy theo hoàn cảnh mà ta dùng từ ngữ sao cho phù hợp để không làm mất đi sự tôn kính, lòng thương cảm của ta. Là người học Phật, chúng ta phải thấu hiểu rõ ràng chỗ này để dùng từ ngữ không bị sai lệch mà làm ảnh hưởng không tốt đến hành động bố thí của mình. Bố thí cúng dường là hành động làm phước thiện. Theo luật nhân quả, nó là điều kiện thiết yếu để ta tiêu trừ đau khổ, chuyển hóa nghèo cùng khốn đốn, không còn sợ nghèo đói và vượt qua nỗi bất an sợ hãi trong cuộc đời như mũi tên chỉ đường để ta không bị lầm đường lạc lối. Người Phật tử chân chính, việc thiện dù nhỏ mà ta chịu khó làm thì vinh qua phú quý sẽ đến với ta trong hiện tại và tương lai. Nhờ bố thí mà lòng tham lam ích kỷ của ta được giảm bớt và ngày càng được tiêu trừ tâm xấu ác. Nếu chúng ta chất chứa lòng tham, sẽ tạo cho ta nhiều nỗi khổ niềm đau cho người khác. Nuôi dưỡng lòng hiềm hận, luôn sống trong bất an, lo sợ và làm tổn hại người khác. Về vấn đề trì giới, bất luận một cơ quan, đoàn thể, tổ chức nào trong xã hội muốn được phát triển bền vững và lâu dài, đều phải có nguyên tắc của nó. Kỷ luật chặt chẽ và có quy củ để duy trì giới, điều mà họ chế ra lại càng có giá trị thực tiễn nhằm giúp ích cho mọi người. Đạo Phật là đạo của giác ngộ và giải thoát, do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sáng lập ra. Ngài là một đấng giác ngộ hoàn toàn. Chính vì vậy, những giới luật Phật chế ra nhằm giúp cho chúng ta biết cách ngăn ngừa tội lỗi, để ngày càng hoàn thiện chính mình hơn. Chính vì lợi ích lớn lao của giới luật, nên Đức Phật đã khuyên các hàng đệ tử của Ngài phải một lòng nghiêm trì giới luật. Trong kinh Lời Dạy cuối cùng, Phật bảo rằng: gặp thời không có Phật, mọi người hãy lấy giới luật làm thầy. Tùy theo căn cơ, trình độ và hoàn cảnh sống mà chúng ta có thể phát tâm trì giới. Trong phạm vi bài viết này hôm nay, chúng tôi xin nói về năm giới cho người cư sĩ tại gia. Trì là giữ giới chặt chẽ. Giới là những điều răn dạy, ngăn cấm nhằm giúp cho chúng ta vượt qua biển khổ sông mê mà không bị sa hầm, sụp hố, để hành Bồ Tát Đạo cho đến khi viên mãn thì thành Phật. Thứ nhất là trì giới chấp tướng. Trì giới chấp tướng là trì giới mà chỉ có hình thức bên ngoài, chứ bên trong thì tâm ý bị chi phối những dục vọng thấp hèn. Như chúng ta trì giới vì háo thắng, để được mọi người khen ngợi, rồi cho mình hơn người nên ta trì giới, và coi thường khinh dễ người phạm giới. Trì giới như thế là giả dối, đánh lừa mình và người khác. Thứ hai là trì giới không chấp tướng. Trì giới không chấp tướng là dâng theo lời Phật dạy mà tùy theo khả năng phát nguyện gìn giữ, không vì háo thắng, không vì danh lợi, không bị các thế lực hoàn cảnh ép buộc mà làm. Người Phật tử chân chính có tài thí, pháp thí mà không biết giữ gìn giới pháp thì không thể hết phiền não, tham sân si, nói chi là thành Phật. Vì người ấy một mặt làm phước để vui chơi hưởng thụ, nên dễ gây nhiều tội lỗi cho người khác. Ngược lại, người Phật tử chân chính luôn tâm niệm rằng mình trì giới để có cơ hội sống tốt hơn, giảm bớt những thói hư tật xấu và sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia khi gặp người bất hạnh. Khi mọi hành giả trì giới được thanh tịnh, thì tâm từ bi hỷ sẽ phát sinh, làm cho ta biết bao dung và tha thứ, biết đóng góp và sẻ chia,
và thương yêu trong hiểu biết, không thấy ai là kẻ thù, chỉ có người chưa thông cảm với ta mà thôi. Sự tu sửa chỉ cốt ở thực hành. Dù chúng ta có thông minh tài trí đến đâu, tâm hiểu giáo lý cao siêu mà không chịu thực hành thì giống như người đói mà ăn bánh vẽ vậy, chỉ uổng công vô ích. Chính vì vậy, chúng tôi xin chân thành khuyên nhủ quý Phật tử, sau khi đã quy hướng Tam Bảo, làm đệ tử của Phật rồi, kế đến là chúng ta phát nguyện giữ giới. Từ giữ một giới cho đến khi nào giữ trọn vẹn năm giới, coi như ta đã thành tựu 3/4 con đường. Phần còn lại sẽ kết hợp với buông xả và dấn thân hành Bồ Tát Đạo, đến khi thành Phật viên mãn mới thôi. Trì giới là tránh không làm hại người khác qua lời nói, hành động như giết hại, trộm cướp, tà dâm, nói dối, hại người và uống rượu say sưa, sử dụng các chất kích thích độc hại như xì ke, ma túy. Những việc này có thể làm tổn hại mình và người khác. Giữ giới giúp chúng ta loại bỏ sự căng thẳng, bồn chồn, lo lắng phát sinh từ các hành vi sai trái. Khi chúng ta giết hại, nói dối, lừa đảo hoặc trộm cướp của người khác, hiện tại bị tù tội, rồi mai sau chịu nhiều quả báo xấu và sẽ bị đọa vào 3 đường dữ: địa ngục, quỷ đói và súc sinh. Giới có công năng hỗ trợ giúp cho thiền định và trí tuệ phát sinh. Nhờ vậy, ta dễ dàng chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an vui hạnh phúc. Thiền tập giúp chúng ta thanh lọc các phiền muộn khổ đau do ham muốn quá đáng như tham lam, sân hận và si mê, gánh ghét, tật đố, ích kỷ, bỏng sẻn, vân vân. Những phiền não này làm cho chúng ta phiền muộn, đau khổ. Thiền tập giống như tẩy các chất xú quế ra bên ngoài bằng cách tắm rửa, đi tiểu và đi đại. Để cho thiền tập đạt được kết quả tốt đẹp, chúng ta phải giữ giới trong sạch. Người giết hại hay trộm cướp của người khác khó đạt được thiền định vì trong tâm của họ còn quá nhiều toan tính trong lo lắng và sợ hãi. Nhờ giữ giới tinh nghiêm, ta dễ dàng phát triển định tuệ đồng thời. Ngay khi định là có trí tuệ, nên ta dễ dàng buông xả những tâm niệm xấu ác làm tổn hại người khác. Ta sẽ dùng cái thấy, nghe hay biết để biết rõ mọi cử chỉ hành động trong tỉnh giác. Sự tỉnh giác đó giúp ta làm chủ được ý nghĩ, lời nói, hành động đang diễn ra trong giờ phút hiện tại. Khi chúng ta tỉnh giác, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe. Ta thấy, nghe hay biết trong sự định tĩnh sáng suốt, thường biết rõ ràng mà không phân biệt vọng động. Khi ta tỉnh giác là ta đã có mặt trong từng giây phút của sự sống. Nhờ vậy, mỗi giây phút của sự sống là bình yên, hạnh phúc. Cái hạnh phúc này là một tặng phẩm quý giá cho những người biết cách thiền tập trong mọi hoàn cảnh. Đây là việc làm rất đổi bình thường. Khi chúng ta biết tỉnh giác trong từng phút từng giây, chúng ta sẽ nhận diện và an trú những gì đang có trong hiện tại. Ta biết như vậy là ta đang thiền tập trong đi, đứng, nằm, ngồi. Nhờ vậy, ta sẽ kiểm soát mọi ý nghĩ, lời nói cho đến hành động dễ dàng. Tắm dưới vòi nước tươi mát, ta gội đầu kỳ cọ, cảm nhận được dòng nước tươi mát trong sạch, trong trạng thái an lạc, thoải mái, nhẹ nhàng, mà vẫn không đánh mất chính mình. Khi làm việc gì, ta biết việc đó. Đừng để mọi suy tưởng kéo ta về quá khứ hay là mơ ước đến tương lai, làm cho ta dính mắc vào những lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, sầu khổ, giận hờn và si mê. Ai có chiều sâu trong tu tập thì tỉnh giác trong từng phút giây bằng cách nhận diện từng dòng niệm mà không cần phải xua đuổi hay là bám víu vào nó. Ngay khi đó thì tâm Phật hiện tiền mà vẫn thường biết rõ ràng trong định tĩnh và sáng suốt. Như vậy, ta đang làm chủ bản thân mình.
hành giả đã có chiều sâu, thì nhìn vọng niệm giống như gió thoảng mây bay, vì lúc nào cũng sống trong tỉnh giác, thường biết rõ ràng. Chúng ta thiền tập trong lúc ngồi, nằm, đứng, đi, làm việc trong vài ba ngày sẽ cảm nhận được bình an hạnh phúc. Đây là một sự thật nhiệm màu mà ai cũng có thể làm được, chỉ cần ta kiên trì trong bền bỉ và lâu dài. Chúng ta hãy tập sống sâu sắc và thảnh thơi như vậy trong khi ăn uống, đi tiểu, đi đại và làm việc, thì chỗ nào chẳng phải là thiền. Chúng ta muốn làm chủ bản thân thì tâm ý không được tiếc nuối quá khứ, không mơ mộng đến tương lai, mà chỉ sống ngay trong giờ phút hiện tại. Khi tham ta biết ta đang tham, thì ta sẽ hết tham. Việc làm thức ăn và ăn sáng cũng là một loại thiền tập quan trọng, không thể thiếu trong đời sống. Vì những việc này, ta phải tự giải quyết. Khi chúng ta nấu nước sôi, pha trà, pha cà phê, nấu cháo, nấu hủ tiếu, chiên cơm nguội, vân vân, chúng ta làm việc gì thì biết ngay việc đó. Tỉnh giác trong làm việc sẽ giúp cho ta cách chuyển hóa, soi sáng lại chính mình với những gì đang xảy ra trong giờ phút hiện tại. Tỉnh giác là cốt tủy của thiền tập, làm cho trái tim ta hiểu biết và thương yêu hơn. Nhờ tỉnh giác trong từng giây phút, giúp ta sống hiểu biết hơn, yêu thương hơn và vui sống bình an, hạnh phúc với tất cả mọi người. Ai cũng có năng lực tỉnh giác, chỉ cần chúng ta kiên trì thực tập trong điều đặn, thì kết quả sẽ đạt được tại đây và ngay bây giờ. Như vậy, mỗi ngày chúng ta có mặt là một ngày chúng ta có thiền, có tỉnh, có giác, có biết mà vẫn an nhiên tự tại. Cuộc sống như thế có gì làm cho ta phiền muộn khổ đau? Tuy chúng ta biết rõ như vậy, nhưng vẫn còn tập khí, tức là thói quen đã huân tập nhiều đời. Đây là những thói quen xấu được lặp đi lặp lại nhiều lần, nên nó cứ sai sử ta chạy theo những vọng niệm, nhớ nghĩ tiếc nuối về quá khứ hay là mơ tưởng đến tương lai mà đánh mất chính mình trong hiện tại. Khi mới bắt đầu thiền tập và đang đi vào thiền tập, chúng ta sẽ bị những thói quen lo lắng, sợ hãi và dính mắc trong tham ái. Chính những thói quen đó đã làm cho ta không an trú vững chãi được trong giờ phút hiện tại. Tuy nhiên, ta phải kiên trì và bền bỉ để đến một lúc nào đó làm chủ được những thói quen ấy mà ta không bị cuốn trôi bởi những được mất, ta người, vân vân. Chúng ta biết cách thiền tập trong đi, đứng, nằm, ngồi, trong lúc ăn uống, làm việc hoặc nghỉ ngơi, là ta đang làm chủ bản thân mình. Khi chúng ta không tiếc nuối về quá khứ, không bị tương lai làm xáo động, là ta đang sống ngay tại đây và ngay bây giờ. Tóm lại, ta chỉ cần thiền tập trong mọi hoàn cảnh, trong đi, đứng, nằm, ngồi. Ta làm chủ trong ý nghĩ, lời nói và hành động. Đó là một thực tế nhiệm màu mà ít ai ngờ đến. Nhiều người cứ nghĩ rằng tu là phải vô chùa, ở hang sâu, ở rừng thẳm. Nhưng không ngờ tu chỉ là đơn giản như vậy thôi. Tùy hỷ công đức là quan hỷ với những ai đã làm những việc thiện lành tốt đẹp bằng cách chia sẻ hay nâng đỡ người khác, như thấy người làm việc giúp đỡ kẻ khác vượt qua cơn hoạn nạn. Đa số chúng ta ai cũng mang sẵn thói quen ganh ghét tật đố, cống cao ngã mạn, tham lam, tham danh hám lợi. Bởi có những tính xấu ấy, nên khi thấy ai làm điều gì tốt đẹp, chúng ta liền có phản ứng ngay bằng cách chỉ trích, phê phán, đúng sai về người đó. Vậy thế nào là tùy hỷ công đức? Tùy hỷ là vui theo, công đức là những điều lành, điều tốt, những điều đem lại lợi ích, hạnh phúc cho người khác. Có nghĩa là thấy ai làm việc gì tốt, có công đóng góp lớn cho xã hội, thì ta đều hoan hỷ, phát tâm vui mừng và còn tán thán người đó. Hoặc thấy họ làm điều phước thiện, chúng ta hoan hỷ, vui vẻ với việc làm của người.
mừng cho thế gian có thêm một người tốt và bớt đi một người xấu. Sự quan hệ vui vẻ giúp cho con người sống yêu thương gần gũi với nhau nhiều hơn bằng trái tim hiểu biết. Người phát tâm làm việc bố thí, chính họ đã khởi lòng từ bi thương xót giúp đỡ người khác. Thấy người bố thí, ta phát tâm tùy hỷ hoặc tìm cách trợ giúp theo. Chính ta đã chuyển hóa được tâm ganh ghét, tật đố, ích kỷ của mình. Phật thí dụ rằng, ngọn lửa có một cây đuốc, dù đem 100.000 cây đuốc khác đến mồi, ngọn lửa ấy vẫn không bị hao mòn mà còn làm cho chung quanh đó sáng thêm lên. Tuy cùng làm một việc làm phước thiện, mà người phát tâm nhỏ hẹp thì công đức sẽ có giới hạn, người phát tâm rộng lớn thì công đức vô cùng tận. Trong kinh Phật có dạy, người phát tâm rộng lớn để bố thí vật chất của chỉ bằng hạt cải mà thôi, mà quả báo như núi Tu Di. Ngược lại, người ôm lòng nhỏ hẹp bố thí của bằng núi Tu Di, công đức chỉ bằng một hạt cải. Khi thấy người làm việc bố thí, chúng ta phát tâm tùy hỷ việc tốt của người khác, chắc chắn người đó sẽ cảm mến ta. Ta tùy hỷ việc làm tốt của người khác, không tốn hao tài sản hay hao mòn sức lực, mà đem lại niềm an vui hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Thấy người làm điều thiện, ta không phát tâm hoan hỷ, mà còn sanh tâm ganh ghét tật đố, khinh chê, coi thường người ấy, làm cho họ thối bồ đề tâm. Ta và họ sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Chính tâm ích kỷ tật đố, cống cao ngã mạn đã làm cho mọi người càng trở nên xa lánh, không thích gần gũi với nhau. Khiêm tốn là một loại đức hạnh, làm cho người khác thương mến chúng ta, vì nó trái ngược với tính cống cao ngã mạn, chỉ đưa đến sự hiềm thù mà quán ghét lẫn nhau. Nếu chúng ta muốn mọi người thích gần gũi mến thương, thì ta phải biết khiêm tốn. Người biết khiêm tốn luôn được mọi người yêu mến, quý trọng. Người khiêm tốn là người luôn có tấm lòng từ bi quảng đại, biết bao dung và độ lượng trong mọi vấn đề. Chúng ta hãy tâm niệm như sau: xin cho tôi được làm đất để mọi người dẫm lên. Người sống ở đời biết khiêm tốn mới học hỏi được nhiều điều hay, tu dưỡng phẩm chất đạo đức thanh cao để làm gương sáng cho người học hỏi bắt chước tu tập theo. Người biết khiêm tốn là đi ngược lại với tâm cống cao ngã mạn, nên được nhiều người mến thương, người trí hoan hỷ chỉ dạy và giúp đỡ trong làm việc và tu sửa đạo đức. Nếu chúng ta tìm cầu danh vọng, phú quý giàu sang mà không thực hành hạnh khiêm tốn thì khó mà thành tựu như mong muốn. Người hiểu biết có nhiều địa vị cao thì càng phải khiêm tốn nhiều hơn nữa đối với những người thấp kém hơn mình. Nhờ vậy, cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn, bởi ta biết thương yêu mọi người bằng trái tim và hiểu biết. Người Phật tử chân chính phải có lòng yêu thương người thương vật, biết khiêm tốn nhún nhường trước mọi người và hằng xét lại lỗi mình để tìm cách sửa đổi cho tốt. Như vậy, người khiêm tốn luôn đem lại niềm an vui, hạnh phúc cho nhân loại bằng tình người trong cuộc sống với tâm lòng từ bi rộng lớn. Hồi hướng phước báo mỗi khi làm việc thiện có nghĩa là ta hoan hỷ, muốn cho nhiều người khác cùng làm việc tốt với mình. Nhờ vậy, nhân loại sẽ bớt khổ đau nhiều hơn. Chúng ta có thể hồi hướng phước báo cho những người đang sống, vì có nhiều người đang sống trong si mê lầm lạc. Chúng sinh ở thế gian, đâu phải ai cũng có hiểu biết chân chính. Nên mỗi khi ta làm việc thiện hay tu tập được an lạc để hồi hướng công đức cho mọi người cũng được như ta. Ngoài việc hồi hướng phước đức cho những người cùng sống với ta, chúng ta cũng cần phải hồi hướng cho những chúng sinh sống trong cảnh giới quỷ đói, đang thèm thuồng khao khát miếng ăn vật thực bằng sự tưởng tượng của con người. Chỉ cần chúng ta có lòng thành mỗi khi ăn uống hay làm điều gì đó
có ích cho người. Ta hãy hồi hướng cho kẻ dương, người âm, được hưởng phần phước báo. Đó là ta đang mở rộng lòng từ bi đến muôn loài. Chính vì vậy, mỗi khi chúng ta làm điều gì có lợi ích hoặc thiện lành như giúp đỡ người khác, ta đều hồi hướng để mọi người được chung hưởng. Tóm lại, chúng ta muốn việc hồi hướng có lợi ích cho tất cả chúng sinh thì ta phải biết giữ giới, bố thí, thiền tập, tùy hỷ việc làm tốt, khiêm tốn, không cống cao ngã mạn và vận dụng lời Phật dạy để ngày càng được sống tốt hơn bằng trái tim yêu thương và hiểu biết. Nghe Pháp. Khi đến chùa nghe Pháp, chúng ta phải chú ý lắng nghe. Nếu nghe xong mà không hiểu gì hết, thật là uổng công vô ích biết chừng nào. Chúng ta tu học như thế thì biết bao giờ mới được trí tuệ rộng lớn. Phật Pháp tuy khó nghe, nhưng chúng ta đang nghe và đã nghe, chẳng lẽ nghe xong rồi trả lại cho thầy hay sao? Nếu đã như thế thì chúng ta phải sanh tâm hổ thẹn, biết đây là nghiệp chướng sâu dày do nhiều đời không gieo trồng hạt giống trí tuệ, cho nên bây giờ mới bị lú lẫn, ngu ngô như thế. Biết được như vậy, chúng ta hãy nên thành tâm sám hối, cố gắng siêng năng, tinh tấn, học hỏi, chuyên cần. Tại sao có người nghe một hiểu mười, nghe mười hiểu trăm, còn ta nghe xong chẳng hiểu gì hết? Bởi ta không gieo trồng những thông minh trí tuệ, nên phải chậm lục hơn người và kém hiểu biết. Biết được vậy rồi, chúng ta phải làm sao cố gắng học hỏi thêm nhiều hơn nữa để thông suốt lời Phật dạy, mà biết cách tu hành nhằm chuyển hóa phiền muộn khổ đau thành an vui hạnh phúc. Kinh Phật thường dạy, văn tư tu. Khi nghe Pháp rồi, chúng ta phải suy nghĩ, xem xét, tìm ra nguyên nhân tốt xấu, đúng sai, để ta bắt đầu tu sửa phiền não, tham sân si thành vô lượng trí tuệ và từ bi. Ta không gieo nhân trí tuệ thì làm sao có quả thông minh sáng suốt? Có người sở dĩ thông minh sáng suốt là do họ đã học hỏi và huân tập nhiều đời, không có gì là do bỗng nhiên khi không mà có được. Ngài Lục Tổ Huệ Năng cũng dốt nát quê mùa, làm nghề đốn củi, nuôi mẹ. Chỉ nghe một câu kinh liền ngộ đạo, và sau đó phát tâm xuất gia tu hành thành tổ, để lại nhục thân cho đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Trong suốt 8 tháng trời, Ngài chỉ là một dịch giả gạo nấu cơm, ấy thế mà Ngài được truyền y bát, làm vị tổ thứ 6 của lịch sử Thiền Tông Trung Hoa. Sau này, Ngài đã báo trước ngày giờ ra đi trước 3 tháng và để lại nhục thân không bị hoại cho tận đến ngày hôm nay. Khi đến chùa nghe Pháp, chúng ta cố gắng học, hiểu rõ ràng ý nghĩa lời Phật dạy, để rồi sau khi ra về nhớ đó mà ứng dụng thực hành. Nghe học như thế thực sự mới có lợi ích thiết thực và xứng đáng là người Phật tử chân chính. Nếu chúng ta đến chùa, khi nghe thì hiểu, khi về thì quên, nên đụng chuyện phát sinh đủ thứ phiền não, làm cho mọi người mất niềm tin và không còn muốn tu học nữa. Tu học như thế, vô tình phỉ báng Phật Pháp. Cho nên, chúng ta phải cố gắng tu học trí tuệ rộng lớn để chuyển hóa u mê, tối tâm thành trong sáng thanh tịnh, chuyển hóa khổ đau thành an vui, hạnh phúc. Nghe Pháp và tu học như vậy mới xứng đáng là người Phật tử chân chính. Hoằng Pháp lợi sinh có nghĩa là giúp đỡ người khác biết được Phật Pháp như mình, tinh sâu nhân quả mà tránh xa điều xấu ác. Giáo Pháp của Đức Phật rất vô cùng hữu ích và có thể tạo cho người khác vượt qua cạm bẫy cuộc đời bằng cách làm mới lại chính mình. Thời Phật còn tại thế, việc chú trọng đến tính giác ngộ và sự bình đẳng giữa con người với nhau nhằm xóa bỏ mọi giai cấp thống trị. Chính vì thế, sau khi chứng ngộ, Phật thấy được tính bình đẳng trong mỗi chúng sinh vì mê chấp mà có sai biệt nghiệp lực. Do phân định giai cấp ở Ấn Độ,
mà con người bị đóng khung an phận trong giai cấp của mình, không có óc cầu tiến để vượt thoát nỗi khổ niềm đau. Hoằng pháp vào thời Đức Phật đem lại giá trị bình đẳng giữa con người với nhau, không còn lệ thuộc bởi đấng quyền năng. Phật dạy rằng, vì lợi ích cho chúng sinh, quý thầy hãy đi khắp nơi, không đi hai người một chỗ, để hướng dẫn cho mọi người biết được đạo giác ngộ, giải thoát. Ngài bảo, không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Ngày xưa, việc hoằng pháp rộng rãi đến các tầng lớp mọi người, Phật kêu gọi tứ chúng phân bổ khắp nơi để tiện cho việc truyền bá đạo giác ngộ cho mọi người. Ngày hôm nay, việc Phật giáo đi vào xã hội với phương châm tốt đạo đẹp đời đã bắt đầu được hình thành, nhưng còn rất ít. Có nghĩa là chúng ta ngoài việc giúp đỡ vật chất cho người quá cơn túng thiếu, ta còn phải chỉ cho họ đủ niềm tin về nhân quả mà tìm cách dứt ác làm thiện. Chúng tôi đã làm việc này trong nhiều năm nay, đi vào các vùng sâu vùng xa, đi vào các trung tâm bảo trợ, đi vào các trường học để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn với tinh thần lá lành đùm lá rách, kêu gọi mọi người cùng kết nối yêu thương sẻ chia cuộc sống. Việc làm của Phật giáo là giúp cho mọi người cái cần câu, chứ không chỉ là cho con cá. Có nghĩa là chúng ta đem giáo lý bình đẳng nhân quả để họ thức tỉnh, mà biết cách gieo trồng phước đức nhằm vươn lên vượt qua hoàn cảnh nghèo khó bất hạnh. Phật giáo trong thời đại văn minh tiến bộ cần phải hòa nhập vào cộng đồng xã hội qua nhiều lĩnh vực cụ thể: giáo dục hạnh phúc hôn nhân gia đình, kiến thức môi trường sống, giáo dục trẻ em, kinh tế tài chính, quản trị, tổ chức đào tạo gia đình Phật tử, vân vân. Chúng ta phân biệt rõ hai lĩnh vực. Một bộ phận chuyên tu không bận tâm đến vật chất để tĩnh tâm mà an nhiên tự tại trong mọi hoàn cảnh. Mặt khác, bộ phận hoằng pháp cần phải giao tiếp với xã hội để tạo những phương tiện truyền thông dung hợp đạo đời. Xã hội ngày nay là xã hội cạnh tranh, đạo Phật không thể an bần lạc đạo như quan niệm khi xưa. Đức Phật không cấm chúng ta làm giàu, chỉ cấm làm giàu bất chính, thiếu đạo đức mà thôi. Nếu chúng ta an phận và nghèo vật chất, thì lấy gì giúp đỡ người bất hạnh? Phật tử ngày hôm nay có quyền làm giàu để có điều kiện đóng góp giúp đỡ xã hội về mọi mặt mà vẫn giữ được đạo tâm trong sáng. Phật giáo ngày nay nếu biết kết hợp hoằng pháp với các sinh hoạt từ thiện sẽ đem lại kết quả tốt đẹp cho nhiều người hơn. Dĩ nhiên, cái nghèo cái đói là một căn bệnh trầm kha. Cứu trợ giúp đỡ chỉ là giai đoạn nhất thời. Công việc như thế chỉ là muối bỏ biển. Chính vì thế, đạo Phật giúp đỡ vật chất để có cơ hội khuyên nhủ mọi người tính sâu nhân quả, thể hiện lòng biết ơn mà cố gắng tránh ác làm lành. Được sự quan tâm của chính quyền các cấp, tạo công ăn việc làm và vốn liếng để người bất hạnh vươn lên làm mới lại chính mình bằng tình người trong cuộc sống. Như vậy, hoằng pháp lợi sinh cũng là việc cần xét đến, nhất là tại đất nước Việt Nam chúng ta còn nghèo khó. Phật giáo lợi sinh cả vật chất lẫn tinh thần là một việc làm mang ý nghĩa tốt đời đẹp đạo. Người Phật tử chân chính khi tu học có an lạc hạnh phúc, trước tiên khuyên nhủ gia đình người thân có niềm tin sâu sắc về nhân quả. Nhờ vậy, họ tránh xa các điều ác mà hay làm điều lành. Rộng ra hơn nữa, chúng ta sẽ hướng dẫn bạn bè, bạn đồng nghiệp cùng bà con xóm giềng biết quy hướng về Phật pháp để cùng nhau sống tốt hơn. Một người biết tu thì gia đình an vui hạnh phúc, cả xóm biết tu thì mọi người sẽ thương yêu, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Nhiều người cùng tu thì đất nước sẽ giảm bớt tệ nạn xã hội, cùng vui sống với nhau bằng tình thương yêu chân thật. Nói tóm lại, tám pháp mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta
vừa có cơ hội hoàn thiện chính mình về nhân cách đạo đức, mà còn có điều kiện dấn thân phục vụ tha nhân, nhằm làm giảm bớt nỗi khổ niềm đau, để mọi người sống với nhau bằng trái tim thương yêu và hiểu biết.